về sườn sụn á là cái sụn á là nó khác với sườn sụn là cái sụn nó mềm, nó giòn và nó ăn nó thấm vô cái thịt. Sáng ở bên Sài Gòn á chở thịt về cho cô, rồi bắt đầu cô rửa muối sạch sẽ xong cô bắt đầu cô ướp thành phẩm rồi cô để đó, rồi tới chiều cô đem ra cô bán. Ướp theo kiểu gia truyền của mẹ cô, giống như bình thường nha, mấy người kia người ta ướp vậy thôi, không có mật ong, không có sữa tươi gì chổng á. Thịt nướng này hay là gồm sườn sụn, rồi nạc dăm, đường rút xương, rồi ba chỉ. Mua quả chua về rửa xong rồi muối lên làm. Tự nhà cô làm mình bỏ vô cái thùng á, rồi nấu nước muối đổ vô cái đường đổ vô, rồi 3 ngày sau mình bán được à. Trung bình là nhà cô bán 15 kg thịt trở xuống, rồi với bánh mì là bán từ 100 mấy đến 200 ổ. Sườn này là cô bán cho tất cả các bà con cô bác đem về ăn là 400.000 ký. Khóa lấu cũng vậy, khóa lấu là gồm có bao tử, lưỡi, lỗ tai là cũng 400.000 ký, cứ ai mua nhiêu thì cô bán nhiêu. Cái đặc biệt cái là cái tương chan cái bánh mì á, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa cái sườn ớt cũng mềm vừa ăn ngon. Chị ăn mấy chục năm rồi, giá cả hợp lý, ngon. Chị thích ăn bánh mì thường sụn, giòn, nó mềm, nó ngon.